cỏ ở đây mà lại không chịu ăn là thế nào? Đây này, cỏ trông xanh như thế này còn gì nữa. Con khủng long nó bảo là rau này sâu hết rồi, nó không thích ăn. Ui giời, sâu có một tí mấy cái lá này chứ làm sao mà không ăn được. Không ăn nó đói đấy, không có cái gì ăn đâu. Sâu cũng cố mà ăn. Bạn nhà mình, đã ai được nhìn thấy tên lửa bên ngoài chưa? Ngoài đời thật ý. Tên 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 tên. Đây này, tên lửa tớ mới mua đấy. Hôm nay tớ sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng ạ. Cái tên lửa này của tớ, nó phụt được ra bao nhiêu nước, tạo thành một cái cột nước bay trên cao luôn. Nhìn đây này, đặt vào đây nhá. Đấy, xong ra bật máy bơm. Here we go. Đấy, tên lửa của tớ bắt đầu hoạt động rồi đây này. Wow. Bay lên nào. Ôi, thấy các bạn nhìn thấy cái tên lửa của tớ bay chưa? Hạ xuống thấp cho các bạn nhìn nào. Bay lên tiếp nào. Minutes later. Từ từ đã xem nào. Alo, Trang à? Trật tự đi đừng cáo nữa, cái con khủng long này. Con khủng long nhà tớ nó nói ồn lắm, tớ chẳng nghe thấy gì đâu. Cậu có cái gì mới à? Được rồi, thì chờ tớ một tí nhá. Cứ đứng ở đây mà ăn cỏ đi. Ta phải sang nhà bạn Trang một tí đây. Bây giờ đứng yên ở đây nha, đừng có đi đâu linh tinh nhà lạc đấy. Ta sang nhà bạn Trang một tí rồi về ngay. Ôi, bay cao quá các bạn ơi. Bây giờ không nhìn thấy cái tên lửa của tớ đâu nữa rồi. Đang chơi vòi nước cơ mà. Nhưng có cái gì nó rơi bắt đầu. Choáng váng hết cả mặt mày. Nhìn nè. Ôi chết chết rồi. Cái tên lửa trên trời của tớ đâu mất rồi. Và cái vòi nước sao tự nhiên lại bị tắt như thế này? Tên lửa nào cơ? Tớ vừa đến chơi cái vòi nước của nhà cậu thì bị cái gì nó rơi vào đầu ý. Phải chơi vòi nước. Thế là vừa mới bị cái gì rơi vào đầu à? Của tớ nó rơi vào đầu rồi. Đây này, cậu ra cậu nghịch nước thế là bị cái này rơi vào đầu đúng không? Cái này là cái gì? Cái này là tên lửa nước đấy. Có phải vừa lúc nãy cậu ra cậu chặn nước ở cái vòi này không? Cái vòi đấy à? Đúng rồi, cái vòi này nó tạo ra một cái cột nước để giúp cái tên lửa kia của tớ có thể bay được đấy. Cậu mà chặn nước như thế này này thì cái tên lửa sẽ rơi vào đầu cậu là đúng rồi. À, thì ra đây là cái nó vừa rơi vào đầu tớ, cứ không có nước là nó rơi xuống đúng không? Đúng rồi, cái này nó bay được là nhờ cái cột nước như đấy. Đây là cái tên lửa nước của tớ đấy, nhưng mà nó vẫn chưa hoàn thiện đâu cậu ạ. Chưa hoàn thiện là như nào? Đây là cái hộp của nó à cậu? Đúng rồi. Đây này, mình phải trang trí để nó biến thành đầu của một con cá mập. À, tên lửa đầu cá mập là như thế này đúng không? Không phải như thế, mà là như ở bên này này. Đấy, mắt này, mồm này. Đây là mấy cái miếng dán sticker đúng không? Đây, cái mồm nó như thế này cái gì? Đúng rồi, đây, dán vào đây này. Cho cái hàm cá mập này là cười cười này. Đấy. Bên này nữa này. Một hàm cá mập bên này nữa luôn. Cái mắt này nữa này. Đấy, bây giờ sẽ dán lên chỗ này. Eo ơi, cái mắt nhím này. Nhìn này, dán sticker kiểu gì mà làm cái đôi mắt của con cá mập của tớ nhăn nheo. Cái mồm cũng thế, cũng chả biết dán gì cả. Để tớ dán cho mà xem đây này. Dán người ta phải dán thật phẳng thì trông nó mới đẹp. Nhìn à, thế này thì như là ông cá mập ấy. Để xem cậu có dán đẹp được hơn tớ không. Đây, cái miếng sticker này nó hơi khó bóc nhá. Mình à, có khi là không bóc được đâu. Phải nhờ người lớn bóc cho ấy. Đây, cậu phải kéo găng nó ra như thế này thì dán nó mới phẳng. Đấy. Đau. Ôi giời,
trông như thế này, này cũng nhăn nheo khác gì ông già đâu. Nhưng mà tớ cũng tớ nhăn hơn của cậu. Cậu nhăn từ đầu đến cuối, tớ chỉ nhăn mỗi đoạn cuối thôi. Đây này, tớ đã dán xong rồi. Đầu một con cá mập, nhưng mà hình này là một cái tên lửa. Trông ngầu thật đấy. Đưa đây để tớ thử ra, tớ chơi lại trò này xem nào. Đặt vào chính giữa đây đúng không? Đúng rồi, đặt vào đấy để tớ bật máy. Đây đúng không? Sao nó chưa bay lên? Cậu phải chờ một lúc, nước nó đang bơm lên đấy. Đấy, cậu nhìn thấy không? Đầu nó đang phun ra nước rồi kia kìa. Chuẩn bị, bay lên. Mình phải đặt chỗ thật cân cơ để cho cái nước lúc nào nó bắn vào bên trong ấy. Chứ nếu mà nó lệch ra ngoài là cái này nó sẽ bị đổ luôn. Tiếng gì vậy? Cậu có nghe tiếng gì không? Như tiếng của khủng long ấy. Hay là con khủng long của tớ đang ăn cỏ ở ngoài kia nó kêu nhỉ? Thôi, ra cậu đây, tớ phải chạy về đã. Khủng long của tớ đâu rồi? Vừa nãy lúc đi, tớ bảo nó ở đây cơ mà. Ở đây á? Đúng rồi, khủng long ơi. Hay là con này mải chơi, nó lại đi chơi đâu rồi? Tớ đã dặn rồi là không được đi đâu cơ. Con này nó nghe lời lắm. Khủng long ơi, khủng long ơi, khủng long đi đâu rồi? Đấy, có nghe tiếng không? Tớ có tiếng gào cậu ơi. Nhưng mà tiếng này không phải là tiếng của khủng long ăn cỏ, mà tiếng của một con khủng long bạo chúa. Nhìn kìa, một con khủng long to chưa? Người màu vàng, trên người này còn có đốm đen nữa. Trông như con hổ ấy, khủng long bạo chúa đấy cậu ạ. Con này là loài ăn thịt đấy, hung dữ lắm cậu ơi. Ui nhìn kìa, nó đang đuổi theo một con chó con kìa. Ui, nó ăn mất con chó con vào bụng rồi. Oh no. Thôi chết rồi Nhìn ơi, khả năng cao là cái con khủng long ăn cỏ của cậu ấy cũng bị cái con khủng long bạo chuối nó ăn vào trong bụng rồi. Ui, khủng long của tớ làm thế nào bây giờ? Cái con khủng long kia nó lại dám ăn thịt khủng long của tớ à? Nhưng mà nó to lắm, bây giờ mình mà ra nhỡ đâu nó ăn thịt cả mình thì sao? Nó to lắm á? Đúng thật, nếu như mà chúng mình tay không ra như thế này thì rất dễ sẽ bị thua. Bây giờ phải nghĩ cách gì nhỉ? A few minutes later. Chúng mình phải làm cách nào để đuổi con khủng long này đi. Chứ nếu để nó ở đây, nó sẽ ăn thịt tất cả các con vật ở khu này đấy. Làm thế nào bây giờ? À, tớ nghĩ ra rồi. Nghĩ ra cái gì cơ? Cái tên lửa của cậu Trang ơi. Tên lửa nào? Mình sẽ cũng dụ con khủng long vào chỗ cái tên lửa của cậu ấy. Xong rồi cái tên lửa nó cũng rơi xuống trúng đầu nó. Thế là nó sẽ lăn quay ra như tớ lúc đấy. Dùng cái tên lửa phun nước của tớ á, liệu cũng được không? Bây giờ ấy, bọn mình sẽ đặt cái này vào đây. Chờ đặt nước vào đây á. Chờ nước nó phun lên. Sau đó con khủng long đi qua, nó cũng như tớ vừa nãy. Nó giòm vào cái ống nước, là cái tên lửa này nó sẽ rơi từ trên xuống câu ạ. Đấy, thế là nó sẽ bị lăn quay ra luôn. Mình sẽ bắt được nó. Nào, bắt đầu. Nước đâu? Lên, lên thật cao lên. Nhanh lên nào, để cho con khủng long nó tới đây chứ. Ui, con khủng long nó sắp đến rồi cậu ơi. Đấy, nước lên rồi đấy cậu ơi. Tớ sẽ lấp ở đây để chờ con khủng long ấy. Bím ơi, lấp nhanh lên. Tớ nhìn thấy bóng dáng của con khủng long ấy rồi đấy. Nó đang đi ra đây. Nhanh lên cậu ơi. Tớ sẽ lấp ở trong này. Khi nào con khủng long đấy mắc bẫy, mình chỉ được ra trói nó lại thôi. Đang đi đến được kìa. Vào đi, vào đi. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi đâu bao nó bị gục rồi. Này, cậu ra, trói nó lại đi. Lâm này, bây giờ chúng ta sẽ trói người lại. Cuối cùng đã bắt được người rồi. Con khủng long này, khai ra mau, người giấu
chó mấy cả vịt ở đâu rồi? À, cho người một trận vào bụng này. À, con khủng long này giấu con chó với con vịt ở trong bụng Diêm ơi. Mày thì bụng to này, đấm vào cái bụng này. Ui, nó nhả ra con chó rồi kìa cậu ơi. Nhả nốt ra con vịt đi. Úi giời ơi, lại con vịt nữa rồi. Yeah, vẫn còn một con Trang ơi. Con gì con? Con khủng long của tớ. Cậu mau bắt nó nhả con khủng long của tớ ra đi. Diêm ơi, con khủng long này nó bảo là nó không ăn khủng long con của cậu. Khả năng á là bạn khủng long ăn cỏ của cậu á, mải chơi đi chỗ khác bây giờ lạc đường, không biết đường về rồi đấy. Được rồi, thế thì lần này bọn ta tha cho ngươi nha con khủng long này. Lần sau nhớ là không được đi ăn thịt các con vật khác nữa, nhớ chưa? Tớ nghĩ là cái con khủng long bạo chuối nó nói thật đấy. Chắc chắn là khủng long của cậu đi mải chơi cho nên là lạc ở đâu không về được nhà rồi. Khủng long ơi, khủng long ơi. Ui ơi cậu ơi, nhìn này, đây có một con cóc nó trèo được hẳn lên cây này. Cóc. Ui rồi, trèo cao chưa? À đúng rồi, bạn này bạn trèo cao thật đấy. Cóc này, một con cóc đang đứng trên ngọn cây. Bạn cóc này ở đây từ vốn mấy đến giờ, chắc chắn là bạn ấy biết khủng long ở đâu đấy. Để tớ hỏi nhá, bạn cóc ơi, cậu trèo lên cây như này, có nhìn thấy có một con gọi là con khủng long gì nhỉ? Khủng long ăn cỏ của bạn nhím lần vần ở đây đâu không? Tôi đang chơi ở ngoài kia. Nhím ơi, khủng long của cậu ở ngoài kia kìa, ra xem có thấy không? Khủng long ơi, Vi rồi ơi, cuối cùng đang tìm được Vi rồi. Trang ơi, khủng long của tớ nó ở đây này. Ái chà, đấy thế là bắt cóc cái bạn nói đúng đấy. Ra đây đừng chơi cậu ơi, thằng nào mà tìm mai không thấy, nhanh nhanh đi về, không ở đây ăn nhiều khủng long ăn thịt lắm. Nó ăn thịt lúc nào không biết đâu. Mau mau đi về nào.